ban nghi can cướp ngân hàng ở Sài Gòn bị bắt. Trưa ngày 27 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được ban nghi can cướp 3,8 tỷ đồng của phòng giao dịch Nhị Xuân thuộc Sa Công Ban chỉ sau 22 giờ gây án. Theo trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, trung tá Nguyễn Thành Hưng, ngay khi nhận tin vụ cướp ở phòng giao dịch Nhị Xuân trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn, trưa ngày 24 tháng 10, ban giám đốc đã chỉ đạo hàng loạt trinh sát vào cuộc, phối hợp bộ Công an, Công an các tỉnh Bình Dương, Long An. Bến Tre và Bà Rịa Vũng Tàu, truy xét các nghi can theo dấu vết nóng. Sau 22 giờ truy tìm, lực lượng phá án đã phối hợp công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bắt Nguyễn Ngọc Mỹ, 30 tuổi, ngụ Bình Dương khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi nước ngoài. Phối hợp công an tỉnh Long An bắt giữ Lâm Phúc Lợi, 23 tuổi, quê Vĩnh Long khi đang lẫn trốn tại huyện Bến Lức, Long An, và Nguyễn Thị Bích Tuyền, 22 tuổi, ngụ Bến Tre khi đang lẫn trốn tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú cảnh sát cũng thu hồi gần 3,5 tỷ đồng bị cướp và các tăng vật khác. Nhóm này che giấu thân phận, tên tuổi thật của nhau, chỉ sử dụng sim rác, sau khi gây án là vứt điện thoại. Liên lạc với nhau qua Telegram, gây nhiều khó khăn cho ban chuyên án trong quá trình truy bắt, Trung tá Hương nói. Bước đầu, nhà chức trách xác định Nguyễn Ngọc Mỹ có vai trò cầm đầu. Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai đều đang mắc nợ không có khả năng chi trả, tham gia hội nhóm trên Facebook kết bạn, nhắn tin cho nhau tìm cách kiếm tiền. Khoảng đầu tháng 10, bộ ba bàn kế hoạch đi cướp tài sản tại phòng giao dịch Nhị Xuân. Mỹ và Lợi đã đặt mua trên mạng hai súng tự chế, một xe máy cũ, về sơn lại màu đen dùng đi gây án. Còn Tuyền thuê ô tô để hỗ trợ đồng phạm trong quá trình cướp ngân hàng và tẩu thoát. Khoảng 8 giờ ngày 24 tháng 10, Tuyền lái ô tô chở Mỹ, Lợi chạy xe máy, cùng đến gần phòng giao dịch Nhị Xuân để quan sát, chờ thời cơ thuận lợi. Đến 10 giờ, Lợi và Mỹ cầm súng vào uy hiếp khống chế nhân viên bảo vệ, nhân viên giao dịch và khách hàng của ngân hàng. Cùng lúc, lợi vào phía trong quầy giao dịch, uy hiếp nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô đã chuẩn bị sẵn, sau đó cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng xe máy. Khi đến gần trại cai nghiện dị xuân thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Mỹ và lợi dùng xăng đã chuẩn bị từ trước đốt xe máy, quần áo, ba lô để xóa dấu vết. Tuyền sau đó đến đón hai đồng phạm, lẫn trốn tại nhiều địa điểm thuộc quận 12. Chiều cùng ngày, bộ ba đón taxi ra Vũng Tàu, chia nhau số tiền vừa cướp được rồi chia tay tiếp tục bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành cho đến khi bị bắt